Chào mừng tất cả quý vị các bạn với kênh video của Điện máy Cường Linh cũng như là Cơ khí Thuận Thành. Thì trước mắt bà con đây là cái dòng máy vặt lông gà lông vịt do Điện máy Cường Linh cũng như là Cơ khí Thuận Thành sản xuất. Thì trước mắt bà con đây là có hai dòng máy vặt lông gà lông vịt phổ biến trên thị trường. Thì ngay bên phía tay trái đây là cái dòng máy vặt lông gà lông vịt lồng 60 và nó có công suất làm từ 3 đến 5 con. Còn cái bên này là cái máy vặt lông gà lồng 55 làm từ 2 đến 3 con. Thì sau đây Điện máy Cường Linh cũng như là Cơ khí Thuận Thành xin giới thiệu đến cho bà con cái giá bán cụ thể của từng máy luôn. Thì là cái dòng lồng 60 đang có giá trên thị trường là 6.500.000, hỗ trợ tiền cước về tận nơi. Còn đối với cái dòng lồng 55 thì đang có giá là 6.200.000, cũng hỗ trợ tiền cước về tận nơi cho bà con. Và đi theo máy sẽ có một ít cái núm sơ cua cho bà con như thế này đây, khoảng độ tầm 30 cái, để cho bà con về trong cái quá trình sử dụng mà nó có bị hư hỏng như thế nào thì mình có thể thay thế được. Thì bên Điện máy Cường Linh cũng như Cơ khí Thuận Thành xin đảm bảo với bà con về cái chất lượng núm cao su này. Bà con cực kỳ yên tâm, tại vì nó sản xuất trong cái quy trình khép kín, từ máy cũng như là núm cao su đều do Điện máy Cường Linh sản xuất, nên là về chất lượng các thứ đã được kiểm chứng cũng như là được kiểm tra kỹ càng cho bà con. Thì sau đây Điện máy Cường Linh cũng như là Cơ khí Thuận Thành xin giới thiệu đến cho bà con cái dòng máy vặt lông gà. Trước hết là cái dòng lồng 60. Thì máy lồng 60 sẽ có đường kính vài lồng là 60 phân, 60 cm. Đấy, và giới thiệu qua luôn cho bà con những cái đặc điểm nổi bật của cái dòng lồng 60 này do Điện máy Cường Linh sản xuất. Thứ nhất là cái phần máy có cái phần xả lông tự động đây. Thì thứ nhất là cái phần vành tròn, có cái ống tròn inox như thế này đây, là nó một phần nó chịu lực cho cái phần lồng máy vắt lông gà này để nó chắc chắn hơn. Và thứ hai, cái tác dụng thứ hai của nó là xả lông tự động. Thì sẽ có một phần vòi nước ở đây, thì bà con trực tiếp cắm cái phần vòi nước vào đây và cho nước nó chảy xung quanh cái miệng lồng này. Đấy, để cho nó xả lông xuống, nó trôi đi những cái phần lông sau khi đã vặt đi. Thì là cái máy có thêm cái chức năng xả lông tự động. Vào trong máy thì nó có những cái phần núm cao su màu vàng tự nhiên như thế này đây. Thì đối với những cái dòng núm cao su nó pha tạp quá nhiều chất hóa học, hoặc là nó pha nhiều cái chất mà nó dẫn đến cái việc tuổi thọ cũng như là những cái độ đàn hồi của núm nó không được cao, thì nó sẽ có những cái mùi hôi rất khó chịu. Thì đối với dòng núm tự nhiên của Điện máy Cường Linh thì bà con hầu như không có một cái mùi gì hết, thì sẽ đảm bảo được 100% là cái núm này là núm tự nhiên, cũng như nó có cái độ dẻo dai hơn cho bà con. Khi vặt gà gặt vịt thì nó sẽ yên tâm hơn. Đấy, khi mà nó miết đây, nó trên phần núm, thân núm nó có những cái vân như thế này đây, thì khi nó miết vào những cái phần thân gà thân vịt thì nó sẽ trôi đi những cái phần lông trên bề mặt da gà. Đấy, bên trong thần lồng như thế nào đây. Còn mâm thì nó sử dụng là mâm inox toàn bộ, cũng như là đừng gấp những cái phần mép ở ngay bên ngoài như thế này đây, thì tránh cái trường hợp để cái chân gà chân vịt khi mà nó đi xuống bên dưới này nó không bị lọt vào. Đấy, cũng như là nhớ may nó có bị lọt vào cũng không bị cắt đứt. Những cái dòng máy mâm như hồi xưa thì bà con chỉ là một cái tấm inox được cắt rời ra như thế này, chứ không có gấp mép ở phía trong. Thì thứ nhất là nó không, cái mâm này nó không được cứng vững, và thứ hai là khi bà con sử dụng thì cái chân gà chân vịt, cái cánh gà cánh vịt nó bị lọt vào thì nó sẽ không đảm bảo cho bà con về, không đảm bảo bà con về cái chất lượng. Đấy, còn núm cao su thì toàn bộ những cái phần mâm cũng như là phần lồng trên được bố trí cực kỳ tỉ mỉ cho bà con, về cái độ cách biệt nhau như thế nào, nó đều như thế nào, cũng như là sử dụng thì nó có cái vấn đề gì không. Tất cả những cái phần này đã được tính toán cho bà con kỹ lưỡng về cái phần núm cao su này. Đấy, còn bên phần lồng ngoài đây thì máy toàn bộ được thiết kế là toàn bộ bằng inox chống rỉ, inox 304 là đối phần lồng trên và phần mâm. Còn lại bên dưới thì được thiết kế là inox 201 để những cái phần này chắn phần nước để té vào motor. Thì những cái phần này thì ít tiếp xúc với là phần nước cũng như phần gà, thì sẽ được làm tiết kiệm lại cho bà con để tối ưu hóa cái chi phí. Đấy, còn những cái thiết kế đặc biệt do Điện máy Cường Linh sản xuất nữa là những cái phần ốc inox ở đây. Đấy, ở mỗi góc sẽ có 3 con, thì tổng cả 4 góc sẽ có 12 con. 12 con ốc inox này đang có tác dụng đấy là giữ cái phần lồng trên với là cái phần chân đế ở phía dưới. Thì cái việc mà thiết kế những con ốc và những cái tháo lắp thông minh như thế này thì bà con sau cái quá trình sử dụng lâu dài, cực lâu dài, thì còn độ 2 đến 3 năm mà bà con có vấn đề gì về bi hoặc là những cái vấn đề gì về những cái bộ phận riêng biệt thì có thể thay từng phần, và bà con có thể hoàn toàn có thể thay tại nhà luôn mà không phải nhờ đến thợ ở ngoài. Đấy, đối với những cái dòng máy kém chất lượng trên thị trường hoặc là những cái dòng máy đời cũ thì nó sẽ sử dụng là một là hàn chết vào, và hai là có thể là nó bắn cái đinh rút vào. Thì đấy, thì bà con sau này thay thế nó khá là cực kỳ khó khăn khi mà bà con không thể thay thế ngay tại nhà được. Thì đối với những cái thiết kế thông minh như là tháo mở từng phần như thế này thì bà con chỉ cần một chút kinh nghiệm về vặn vít cũng như là những cái kinh nghiệm đơn giản thì bà con có thể thay ngay tại nhà rồi mà không phải nhờ đến thợ. Chi phí nó được tối ưu hóa cực kỳ tốt cho bà con. Đấy là xong cái phần lồng trên. Còn đối với cái phần bên dưới này thì bà con có thể thấy cái phần miệng xả của nó là khoảng độ tầm 50 phân. rất là rộng, 40 phân, hơn 40 phân, gần 50 phân thì rất là rộng. Những cái miệng rộng như thế này thì nó sẽ giúp là cái lông gà, lông vịt của bà con nó không bị mắc ở phía trong nữa, thì nó sẽ trôi ra 100% hoàn toàn cho bà con, và nó sẽ gần những hiện tượng nó không bị hôi, đây máy nó không bị hôi. Thường thường có những cái máy cái miệng nó quá nhỏ thì nó sẽ bị mắc cái lông ở phía trong, thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng máy nó bị hôi trong thời gian sử dụng. Đây, còn nhìn sâu ở phía trong này thì bà con cũng có thể thấy được nó là có một cái phần trụ inox nó được hàn và đi lên như thế này. Đây, cái phần trụ inox này nó sẽ giúp thứ nhất là chắn cái phần nước nó chảy vào phần motor. Đây, cái phần nước nó chảy vào phần motor đây giúp bà con đảm bảo 100% cái phần motor nó không bị ngấm nước vào chỗ phần bi. Đấy, để đảm bảo cái tuổi thọ của phần bi nó được lâu dài hơn. Đấy, và ngay bên dưới thì bà con cũng có thể là thấy được cái thiết kế của phần mâm này. Đấy, là một miếng bu li bằng gang. Đấy, sử dụng cái bu li bằng gang này nó sẽ giúp cái trường hợp bà con sử dụng lâu dài nó không bị tét, không bị rỉ như là cái bu li bằng sắt, hoặc là cái bánh đỡ nó bằng sắt thì nó sẽ thời gian lâu dài nó bị bục ly, nó bị rỉ, nó bị ăn mòn. Còn đối với dòng bu li bằng gang này nó cực kỳ bền, bà con sử dụng vô cùng yên tâm. Đấy, còn máng ra thì nó sẽ có cái chiều dài dư ra khoảng độ tầm 2 phân để tránh cái phần lông với là nước nó bị cuộn xuống bên dưới máy. Đấy, còn toàn bộ những cái phần che chắn motor thì rất là rộng luôn, bà con có thể thấy này. Đây, 2 găng tay 40 phân, cái phần inox che chắn motor nó là 40 phân. Đấy, hầu như là nó che chắn được 100% phần nước để nó té vào cái phần motor, đảm bảo an toàn cho bà con khi sử dụng. Đấy, còn đối với những cái dòng máy bên Điện máy Cường Linh cũng như Cơ khí Thuận Thành sản xuất thì đều có cái tăng giảm dây cu loa ngay ngoài máy nhé. Bà con có thể xem đây. Đây, bên này là cái phần tăng giảm dây cu loa ngay ngoài máy này. Đấy, bà con có thể vặn con ốc này, vặn ra vặn vào. Vặn vào thì sẽ là tăng dây cu loa lên, và vặn ra thì nó là giảm. Cái việc mà tăng giảm dây cu loa này sẽ giúp cho bà con trong cái công việc mà vừa vặt gà vừa vặt vịt, vặt ít vặt nhiều thì nó có thể tối ưu hóa, cũng như là bà con có thể thích nghi cũng như thích ứng theo từng cái trường hợp bà con sử dụng. Đấy, giả dụ như kiểu mình sử dụng nhiều thì mình sẽ tăng cái dây cu loa lên để máy nó quay khỏe lên. Còn nếu như bà con vặt ít thì mình sẽ cho cái dây cu loa nó trùng đi và máy nó sẽ quay nhẹ hơn và làm con gà con vịt nó sẽ đẹp hơn. Đấy, nó không gặp cái trường hợp nó bị trầy da, gãy xương như là những cái dòng máy đời cũ. Đấy, những cái dòng máy đời cũ thì bà con sử dụng nếu như mà mình vặt ít quá thì nó sẽ dễ bị trầy da gãy xương, tại vì cái máy nó quay quá khỏe. Đấy, thì bà con có thể chú ý cái vấn đề đấy. Đấy, còn máy thì được lắp sẵn cho bà con dây điện rồi. Đây, lắp sẵn cho bà con dây điện rồi. Đây, còn phần dây điện thì đã đấu sẵn cho bà con cái phần dây điện đây rồi, thì về mình chỉ có thao tác là cắm điện vào sử dụng thôi, thì không cần một thao tác lắp máy gì nữa, thì bà con vô cùng yên tâm. Nếu như bà con nào ở xa thì sẽ được giao tận nhà qua đường bưu điện, giao tận nhà luôn, thì bà con đến nơi cắm điện và kiểm tra máy, không phải lăn tăn về vấn đề chất lượng, cũng như là bà con có thể thử và kiểm tra ngay tại nhà luôn rồi. Đấy, còn sau đây tôi sẽ quay cái phần dưới của phần máy, là cái phần cũng khá là quan trọng. Đấy, thì bà con thắc mắc là bên dưới thì nó có được làm bằng inox hay không, hay là nó chạy bằng motor gì. Đây, nó có đảm bảo cái độ bền bỉ cho bà con hay không. Thì đây, thì sau đây Điện máy Cường Linh xin giới thiệu bà con luôn cái phần ở bên dưới của phần máy vắt lông gà, lông vịt. Đấy, thì bà con có thể thấy đây là cái phần bu li đôi này, 2 dây cu loa, cũng như là sử dụng phần bu li rất là lớn. Và cái phần trục này là trục thép đặc. Đấy, trục thép đặc luôn. Thép này cực kỳ dày luôn này. Bà con cứ sử dụng cái trục thép này là không bao giờ nó có vấn đề gì về cái độ bền, cũng như là nó bền bỉ với thời gian luôn. Và nó được đặt trên 2 vòng bi P206 rất là lớn như thế này. Đây, 2 vòng bi này là 2 vòng bi căn tâm, thì bà con cực kỳ yên tâm là khi nó sử dụng thì nó không bị cái hiện tượng nó bị đảo, nó bị lắc, nó bị rung. Thì đã sử dụng 2 vòng bi thì vô cùng yên tâm rồi. Còn phần motor thì thao tác nhìn qua thì bà con cũng có thể nhận ra đây là cái motor của Toàn Phát. Ở đây dây đồng cho bà con, bảo hành cho bà con 1 năm về cái vấn đề motor. Đấy, motor chạy điện 220 thôi, motor dây đồng. Đấy, và bên dưới thì những cái phần thân thép u tròn, u vuông như này bằng inox đây, cực kỳ sáng bóng. Thì bà con có thể thấy bên dưới cái phần gầm của máy thì tất cả nó bằng inox. Đấy, hầu như là bằng inox, chỉ có những cái phần trục, những cái phần bu li thì nó là bằng sắt, bằng gang thôi, bằng sắt và bằng gang thôi. Còn lại thì nó là bằng inox toàn bộ cho bà con 100%. Kể cả phần chân bắt motor đây, toàn bộ bằng inox đây. Đấy, cái phần này cực kỳ quan trọng nhưng bà con chú ý nhé, toàn bộ nó bằng inox như thế này thì bà con sử dụng cái độ bền nó sẽ được lâu hơn và sử dụng nó yên tâm hơn về cái phần inox này. Đấy, rất đẹp, cực kỳ đẹp, sáng bóng. Đấy, thì bà con có nhu cầu mua cái máy vặt lông gà, lông vịt lồng 55 hoặc lồng 60. Còn nếu như bà con nào có nhu cầu mà lớn hơn, mình làm 10 con một mẻ thì có thể tham khảo qua cái dòng máy vặt lông gà lồng 80. Giá là 12 triệu. Đấy là cái dòng lồng 80. Thì bà con có thể tham khảo qua nếu như mà bà con vặt công nghiệp. Đấy, thì bà con có nhu cầu mua máy vắt lông gà thì liên hệ qua Điện máy Cường Linh, địa chỉ ở 36 Cầu Điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây 0962 133 858 để được báo giá và tư vấn cụ thể về sản phẩm. Máy thì được giao đến tận nhà cho bà con qua đường bưu điện hoặc là qua đường xe nếu như bà con nào cần gấp. Nếu như bà con nào ở gần thì có thể qua trực tiếp địa chỉ tại Hà Nội để xem máy cũng như là thử máy. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video chúng tôi. Nhấn đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại. Chân thành cảm ơn.